Dạ vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả chú quý thân yêu. Ngày hôm đây thì em An đang ngồi trong một mẫu xe hạng sang đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương, một em Lexus anh chị nhá. Một cái biểu tượng rất là đẳng cấp và sang trọng rồi. Đó, nội thất cũng rất là đẳng cấp và sang trọng. Một em hạng sang mà cũng lần đầu tiên em An mới được review và giới thiệu đến tất cả anh chị. Đó. Đây là một chiếc Lexus RX200T sản xuất 2016 và em này là nhập Nhật nguyên chiếc anh chị nhá. Đó, rất là đẹp như này đây. Và chị cùng tham quan qua một vòng nội thất cũng như là ngoại thất của mẫu xe hạng sang này, một trong những biểu tượng của sự thành công đúng không ạ? Đây, mời chị tham quan. Nội thất là ghế da nguyên bản theo xe, rất là đẹp. Ghế điện, nhớ ghế 3 vị trí, rất là đẹp nhài đây. 26 chị nhá. Và em này đang chạy đúng chuẩn đồng hồ 60.000 km, tên công ty một chủ tự động. Có sưởi ghế luôn. Nội thất rất là đẳng cấp đúng không ạ? Điều hòa tự động hai vùng, Lexus sản xuất 2016 nhập Nhật. Em xe này thì cũng mới cập bến siêu thị ô tô Bình Dương thôi và bên em đang chào bán ở mẫu xe này đang là hơn 2 tỷ anh chị, hơn 2 tỷ. Và chị nào mình quan tâm về mẫu xe này thì alo trực tiếp vào số hotline của siêu thị ô tô Bình Dương để được báo giá và gửi hình ảnh xe cũng như là video chi tiết xe, thì chắc chắn là cam kết không lỗi, không đâm đụng và bao check test cho chị ở mẫu RX200T này. Một mẫu xe cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đây, mời chị cùng chiêm ngưỡng sản phẩm. Đó, đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh nha chị nhá. Quá đẹp luôn. Đó. Hơn 2 tỷ là chị có một em hạng sang và mới đi có 60.000 thôi. Đó. RX200T chị nhá. Đó, đây là siêu thị ô tô Bình Dương thì có rất nhiều những cái mẫu xe đẹp và đủ tầm tiền cho chị lựa chọn. Đó, luôn luôn có những chiếc xe chất lượng. Đó. Okay. Mẫu này thì chắc chắn là bao check tiết hãng thoải mái cho chị rồi. Đèn led hết rồi chị nhá. Cốp điện 2016 nhập Nhật nguyên chiếc. Cốp điện đây. Quá VIP luôn ạ. Hơn 2 tỷ là anh chị có mẫu này rồi. Mà mẫu này thì anh chị mình muốn thương lượng giá thì alo trực tiếp để thương lượng giá chị nhá. Sơ cua chưa lăn. Rất là đẹp. Mọi chi tiết là nguyên bản. Đây là mẫu xe mà nhìn thôi là cũng đủ thể hiện đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Thiết kế nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Vẻ khoắn và thể thao. Lexus 2016. Mâm này là mâm R20 nhá. Mâm quá đẹp luôn. Cách âm rất là tốt. Mẫu này thì cực kỳ là lành nha chị ạ, cực kỳ là lành, lành xe và cũng rất là giữ giá. Ghế cao cấp theo xe hết đây chị nhá. Ngồi trải nghiệm thử một lần trong những cái mẫu này thì nó rất là VIP anh chị ạ, rất là thoải mái đúng không ạ? Cực kỳ thoải mái, dễ chịu khi mà ngồi trong cái mẫu xe hạng sang như thế này. Hốc gió điều hòa ngay sau. Đó. Và rất là nhanh thôi chị nhá, cho mẫu này. Và chị nào mình quan tâm thì lên trực tiếp bên em xem xe này, trải nghiệm. Trải nghiệm để mình thấy rằng với một cái mẫu xe với tầm tiền trên 200 triệu, trên 2 tỷ thì nó là như thế nào đúng không ạ? Mẫu này thì thời điểm mới ra mắt 2016 thì tầm trên 3 tỷ chị, 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 chưa thuế phí đâu. Đó. Ghế điện và nhớ ghế hết, đầy đủ hết. Đó. Quá đẹp luôn ạ, cho một em xe hạng sang như thế này. RX200T. Giá có thương lượng cho chị nhá. Em này sẽ xuất hóa đơn công ty, xuất cũng được khá là cao đấy chị ạ. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Đó. Đây anh chị cùng tham quan phần đầu xe của mẫu này. Quá đẹp luôn anh chị. Đèn full nét toàn tập phần luôn. Mặt ga lăng đây. Quá đặc cấp. Tuyệt vời đúng không ạ? Siêu thị ô tô Bình Dương thì còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác để phục vụ anh chị, nhưng mà bên em thì chuyên những cái dòng xe phổ thông thôi. Lâu lâu thì có những cái mẫu xe hạng sang, và anh chị cần kiếm những cái mẫu xe sang thì có thể inbox trực tiếp bên em sẽ kiếm cho anh chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và anh chị quan tâm thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe. Xin chào.